Dương Tử chính thức đánh bại nhiệt Ba trở thành tiểu hoa lầu 90 đầu tiên làm được điều này. Tài nguyên thời trang của Dương Tử được đánh giá ngày càng tốt sau so sự thành công của trường tương tư. Thời gian gần đây Dương Tử liên tục xuất hiện trên bìa tạp chí với những hình ảnh mới lạ. Loạt hình ảnh của nàng tiểu hoa trên bìa Esquire gây sốt vì tạo hình mới lạ được đánh giá đã hết phèn. Trong ảnh mỹ nhân trường tương tư tạo kiểu tóc xoăn sù mì, diện outfit quyến rũ về vải đen trễ, khoe vai trần đầy ấn tượng, Đặc biệt Dương Tử chính thức trở thành nữ diễn viên đầu tiên của L90, được đứng trên trang biệt tạp chí nam tuyến 1 Esquire. Đây cũng là tạp chí nam thứ hai mà Dương Tử mở khóa sau Nafisel Hermes. Ngay cả nhiệt ba tiểu hoa 90 có thời trang, tài nguyên tốt hàng đầu cũng chưa từng lên bìa này. Nhiều cư dân mạng cho rằng tài nguyên thời trang của nàng tiểu hoa ngày càng tốt sau so sự thành công của trường tương tư. Không chỉ vậy, cô cũng sẵn lòng thử sức bản thân với những hình ảnh mới để thoát mắc phèn bị cộng đồng mạng gán. Sau thành công lớn của trường tương tư được biết thời gian tới, mỹ nhân này sẽ bắt đầu dự án quốc sắc phương hoa tái hợp cùng lý hiện sau màn hợp tác đầu tiên ở cả mức hầm mật. Dự án quốc sắc phương hoa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả ý thiên trọng là một tác phẩm truyền cảm hứng quy mô lớn về trang phục cổ xưa. Bộ phim có nội dung kể về Hà Duy Phương, con gái của một doanh nhân rời nhà trong một cuộc hôn nhân vì lợi nhuận và đến Bắc Kinh một mình. Ở nơi đây, có bắt đầu trồng hoa mậu đơn và đánh đạo một nhà phụ nữ có số phận gặp gờn đồng thời cô hỗ trợ tưởng trường dương chiến đấu chống lại thế lực phản động của hoàng tử ninh sau đó dưới sự hướng dẫn của tưởng trường dương biến thành ngành mang lại lợi ích cho nhân dân phát triển thương mại thực hiện ngoại giao kinh tế trải qua thử thách sinh tử cô đã chung tài bảo vệ quê hương đất nước